ăn ngay gần chỗ lợn không vấn đề gì, mùi nó giảm rất là nhiều. Đấy. Bà con cũng có thể sử dụng cái thức ăn này để cho cá ăn. Cái đặc điểm nổi trội của cái việc dùng cái thức ăn củ men vi sinh NL1 này cho cá ăn là con cá nó sẽ ăn, nó hấp thu được nhiều hơn, nó phòng được cái bệnh, một số cái bệnh đường ruột. Và cái đặc biệt là khi con cá nó ăn, nó quấy lên, nó trộn với lại bùn thì nó không ăn hết, nó sẽ lắng xuống đáy. Và đối với những cái thức ăn khác như là cái ngô sống hoặc là cám gạo sống hoặc là sắn sống vứt xuống nó sẽ làm thối đáy, nhưng cái này khi đã ủ ngô lên rồi thì không những nó làm thối đáy mà nó làm xử lý luôn cái đáy ao, nó làm cho cái đáy ao nó tốt hơn, con cá nó ít bị bệnh hơn và chúng ta cũng ít phải xử lý đáy ao hơn. Bà con cũng có thể sử dụng cái thức ăn ủ ngô NL1 này với cái men NL1 này dùng cho bò, nhất là bò thịt, thì cái lượng cái khả năng sinh trưởng và phát triển của con bò thịt nó cũng tốt hơn rất nhiều. Với bò sữa bà con cũng thể dùng rất là tốt, thì cái lượng sữa khi chúng ta khai thác nó cũng được nhiều hơn, và đặc biệt là cái bơ trong sữa nó cũng nhiều hơn. Thì trong cái men ủ vi sinh NL1 này để đem ủ thức ăn ra cái sản phẩm như thế này thì cái lượng vi sinh vật có lợi trong cái thức ăn ủ men rất là nhiều, và nó cũng bổ sung thêm cái lượng đạm và trong cái khẩu phần ăn. Như đã thực nghiệm thì chúng tôi thấy cái thức ăn ủ men vi sinh NL1 này khi ủ lên, ủ thành công lên thì cái lượng đạm nó tăng khoảng 2% nữa. Vâng, trên đây tôi đã hướng dẫn xong cho bà con cái phương pháp sử dụng men ủ vi sinh NL1 để xử lý thức ăn trên cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ với cái số lượng gia súc gia cầm ít. Vậy với những cái quy mô chăn nuôi lớn hơn như cái trang trại lớn chẳng hạn thì bà con thấy là họ có thể sử dụng cái thức ăn ủ men vi sinh NL1 được không? Để trả lời câu hỏi này, tôi khẳng định với bà con là hoàn toàn có thể được. Và để chứng minh cho cái câu nói của tôi thì tôi xin mời bà con có thể cùng tôi đi xuống thăm trang trại nhà chị Vũ Thị Luyến ở thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cái trang trại của chị này cũng khá là lớn. Tôi sẽ chỉ cho bà con xem cái diện tích của trang trại, nó khoảng 2 mẫu và hiện chị đang nuôi khoảng 2.000 con lợn thịt, cũng như 6.000 con gà thịt và có khoảng 1.000 con ngan, cũng như là 2 cái ao cá, mỗi ao cá khoảng 8 sạc. Với cái diện tích trang trại như và số lượng lợn như vậy thì chị Luyến, chị ủ men vi sinh NL1 kiểu gì? Thì mời bà con theo tôi.